Rồi, xin chào anh em. Hôm nay là Nam sẽ quay cho mọi người xem về một cái số sản phẩm phục mới bên thương hiệu Red Boy thì mới vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay hàng mới vừa ra thì Nam sẽ có trên tay để mà quay clip cho mọi người xem luôn. Thì hôm nay Nam sẽ có 3 cây ở phía trên đây là của dòng những anh em đi xe tay ga như là Vario, là Click, Vision, Esmo. Nói chung những cái xe nào mà phục đơn anh em gắn một bên và nó chiều cao là 330 mm thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này. Và cái tiếp theo á, là cái phục trước của hàng như hôm bữa năm đã quay phục trước là của chiếc ET 2010 đã có mặt. Thì bây giờ hôm nay là năm sẽ tiếp tục là về thêm là của ET 150 và 155 là cái cặp ơn này đó. Và ti này là ti 26 nha mọi người, ti 26 và một cặp là của Winner X thì nó sẽ là ti 30 mấy á. Để em coi coi. Đây. Cái này nó sẽ là 31 nha mọi người, 31 mm đó. Thì cái này sẽ gắn hoàn toàn như zin nhưng mà chúng ta sẽ cải tiến về gọi là cái độ đầm grip của xe. Mình nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Thì nói về cái phục sau trước đi. Thì ví dụ như cái mẫu này á là nó tên gọi của cái dòng này nó là F-Lauro. Đó, F-Lauro. Thì cái này nó có thể nói là nó cũng sẽ tương tự giống như là cái dòng phục mẫu VD. Cái mẫu mà có tăng chỉnh ở bình dầu nè. Rồi giảm nén lò xo với lại tăng chỉnh dưới chân phuộc đó. Thì cái cây kia hiện tại giá nó dao động khoảng chừng là tầm 2 triệu 7 đến 2 triệu 8 tùy theo nơi bán đó. Và ở cái mẫu này thì nó sẽ hoàn toàn mới về cái thiết kế, như nó chỉ có những cái đường nét nhìn nó sẽ gọi là nó thể thao hơn và nó nam tính hơn. Nói chung mà nó sẽ là nó hơi hướng rồi là nhìn nó góc cạnh hơn so với là cái mẫu cũ là nó được bo tròn. Thì cái giá của cái đợt này á, nó cũng gọi là nó sẽ mềm hơn, nó là mẫu mới nhưng mà cái giá nó gọi là nó mềm hơn với những chức năng nhậu tương tự và chiều cao nó cũng gọi là giống và ngoại hình nó gọi là tương đối giống. Nó khác rồi là những cái đường nét này nè, nó sẽ khác xíu góc cạnh như là nhìn nó hơi hướng thể thao hơn. Thì như cái mẫu VD của mẫu mẫu trước á, thì giá tầm chừng là cho cái chừng là 2 triệu 7 đi. Thì cái cây này á, hiện tại giá của nó để Nam coi coi. Thì cái cây mẫu VD này á, thì theo giá công ty á, là khoảng chừng là 2 triệu 450, thì bên Nam bán là 2 triệu 2, tầm 2 triệu 360 đó. Bảo hành là 12 tháng và nó cho cái phiên bản đen ti vàng. Còn nếu mà cái phiên bản mà ti trắng thì nó sẽ có mức giá nó rẻ hơn là 2 triệu 195 ngàn đó. Còn giá công ty nó tầm khoảng chừng là 2 triệu 2 triệu 3 sao đó đó. Thì cái này là nó sẽ có hai màu, là màu phiên bản mới là màu titan, màu titan nè, màu này gọi là màu titan nè, lò xo màu titan, thân là thân màu đen và cái chén này là chén nó màu đỏ đó. Ở trên cái phục này nó sẽ có cái logo là Lao Pro ha, còn mặt sau mặt ở phía sau nhìn tới là chữ Racing Boy đó. Đây dưới đây chúng ta sẽ có cái núm tăng chỉnh nè dưới chân phục ha, 330 mm. Thì kèm theo đó là sẽ có những cái phiếu bảo hành với lại những cái phần ắc để chúng ta có thể gắn tùy theo dòng xe và cây tăng chỉnh để mà lò xo. Rồi qua đây thì chúng ta sẽ có là cái cây màu đỏ ti trắng đó. Cái cảm giác thì nó sẽ gọi là nó nam tính hơn so với cái mẫu cũ ha mọi người đó. Tăng chỉnh chân phục bình dầu đầy đủ luôn đó. Ti này ti lớn hơn so với zin ha, ti nó bằng cái mẫu cũ thôi nhưng mà nó so với zin thì là so sẽ lớn hơn so với zin nè, và ti nó sẽ lớn hơn so với zin nè, và có bình dầu thôi và tăng chỉnh thật luôn và chế độ bảo hành chính hãng của Racing Boy ha. Thì những cái cây này nó lên xe rất là êm, rất là đẹp. Thì cái màu sắc bây giờ nó cũng gọi là nó khá nhiều sự lựa chọn rồi cho anh em có thể gọi tha hồ mà lựa chọn luôn, lên xe nhìn nó rất là ngầu ha, bình dân nữa. Nói chung nếu mà anh em đã đi những cái dòng phục này rồi thì đi giá, nhất là giá nó mềm, thứ hai hàng chính hãng, tiếp đến nữa là nó chúng ta yên tâm về cái chất lượng ha và được bảo hành gọi là chính hãng. Rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ có là của cái cặp phục của E150 đi. Thì cái logo này nó được là làm nổi lên trên nè đó, mà cái phớt đỏ ha, đó, nhìn rất là thể thao. Thì cái này là nó được làm theo cái kiểu gọi là nó sẽ nặng hơn so với zin, có nghĩa là đi chúng ta sẽ cảm giác nó sẽ đầm hơn và nó sẽ cứng cáp hơn, nó không có bị yếu như cái phục zin ha. Phục zin thì anh em chạy nó cảm giác nó cục cục á và nó bị thốn ti, thì anh em thấy đi cái mẫu này đi sẽ ngon hơn đó. Và phục này là được bảo hành là 6 mình đây, ngay cái chỗ này là 6 tháng nha mọi người. Đây 6 tháng nè ha, một đổi một đó, lắp ráp hoàn toàn như zin đối với Acheter 150 và 155 đó, rất là ok. Thì giá của cái cặp này á
Thì bên công ty giá bên Nam bán mức giá là nó sẽ khoảng chừng là 1,8 triệu à, tầm 1,8 triệu 50 là anh em sẽ sở hữu rồi ha. Đó, và tiếp đến nữa là chúng ta sẽ có là một cái cặp của Winner X. Đây Winner X thì rất là ngặt, rất là hầm hố luôn đó. Cái cặp này ti là ti 31 nè, đó cũng là logo nổi luôn. Và nó có một điều khác biệt, thì nếu giống như là của Winner X á, là chúng ta sẽ dùng cái mẫu bắt cái dè, là con này nó sẽ ở phía trước nè, là nó sẽ thẳng tới đây, là cái lỗ bắt dè ở ngay phía trước nè. Nhưng mà cái này nó thiết kế là nằm ngang để cho chúng ta có thể gọi là dùng được cho cái chiếc xe Winner V1, anh em xài dè Winner V1 cũng được luôn đó. Còn nếu mà anh em xài dè của Winner á thì anh em sẽ dùng cái này để mà bắt cái này vô đây, bắt vô đây thì cái nó sẽ chuyển từ cái hướng nè, ốc ở bên mặt này thành ốc ở bên đối diện, thì chúng ta sẽ dùng của dè Winner ha. Đây chúng cho hai cái, một cái đó và cái này bắt hai bên đó. Rồi thì cái này sẽ có kèm móc cho mọi người luôn. Thì phục này tương tự là cũng sẽ được bảo hành là 6 tháng nha mọi người, bảo hành là 6 tháng luôn, tại vì nó cùng chung mà đó. Thì cái giá của cặp này á, là 2,327,000 tại shop Nam Oil Shop ha. Giá công ty sẽ cao hơn, giá công ty là 2,450,000 á, còn bên Nam là 2,327,000. Rồi thì nó cũng sẽ có về thêm là mẫu tay thắng bên trái, mẫu Plow Pro ha. Thì cái đó thì hiện tại là công ty nó chưa có về tới, cho nên là Nam chưa có hàng để mà quay cho người xem. Nhưng mà ở đây Nam có những cái mẫu mới của những cái phục trước, cái phục sau, thì có cái nào Nam quay trước cho người xem ha. Rồi nếu anh em ưng thì có thể ghé bên cửa hàng của Nam và đặt hàng trực tiếp nha, hoặc là anh em có thể liên hệ qua cái Zalo 0902448441 hoặc là cái trang web là namoilshop.com. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn trong những cái video tiếp theo.